tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Trucci gặp khó giữa ngã ba đường. Huấn luyện viên Philippe Trucci không dễ chọn quân cho tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 6 tới vì nhiều lý do, trong đó có cả những đòi hỏi khắt khe, gấp gáp từ chính người hâm mộ. 1. Sau khi bỏ lỡ cơ hội tham dự các trận đấu cọ sát ở kỳ FIFA Days đầu tiên, tới đây huấn luyện viên Philippe Trucci sẽ cùng tuyển Việt Nam ra mắt người hâm mộ trong trận gặp Hồng Kông trên sân Lạch Tray vào tháng 6 tới. Khả năng cao thuyền trưởng người Pháp sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ cho trận đấu, trong đó khoảng 60% sẽ là các cựu binh, phần còn lại dành cho những cái tên vừa trở về từ SEA Games 32. Huấn luyện viên Philippe Trucci tính toán như thế là muốn các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ sát thêm, cũng như làm quen với những đồng đội mới giàu kinh nghiệm, đẳng cấp, qua đó học hỏi thêm hồng bổ sung cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Và trong một trận đấu giao hữu, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng chưa cần thiết phải dùng tới tất cả các quân bài quan trọng, tốt nhất nên những tính toán dùng người nói trên là hợp lý. 2. Sau SEA Games 32, xét trên năng lực việc U22 Việt Nam giành huy chương đồng môn bóng đá nam là hợp lý hay sự tiến bộ qua từng trận cũng rất đáng khen, nhưng chiến lược gia người Pháp vẫn nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hàng loạt sự phản ứng hay so sánh lẫn bất mãn hướng vào ông thầy người Pháp, dù ai cũng biết huấn luyện viên Philippe Trucci chỉ mới cầm quân và các cầu thủ U22 Việt Nam lúc này không quá tốt như lứa đàn anh đi trước. Huấn luyện viên Trucci có lẽ cũng không quan tâm tới dư luận, tuy nhiên điều này chẳng đồng nghĩa phớt lờ mong muốn từ số đông với yêu cầu đá đẹp và chiến thắng nên áp lực chắc chắn cũng chẳng hề nhỏ. 3. Với giới chuyên môn, điều chờ đợi nhất đối với huấn luyện viên Philippe Trucci nằm ở chuyện tuyển Việt Nam tới đây đổi mới những gì trong lối chơi, cách vận hành chiến thuật nên thuyền trưởng người Pháp có thể thử tất cả phương án mình muốn. Dù vậy, người hâm mộ sẽ khó hài lòng nếu như tuyển Việt Nam vốn được coi kinh nghiệm, tài năng không thắng và chơi kém cỏi trước Hồng Kông, một đối thủ vốn kém xa so với thầy trò huấn luyện viên Trucci trên bảng xếp hạng FIFA. Tình thế như vậy đủ khiến thuyền trưởng tuyển Việt Nam phải tính toán cũng như cân nhắc kỹ lưỡng các phương án về nhân sự trong đợt tập trung tới nhằm đảm bảo được kế hoạch của bản thân cũng như mang về niềm vui cho người hâm mộ. Tuy nhiên, điều này là không dễ dàng trong bối cảnh mà thời gian quỹ tập trung chuẩn bị cho trận đấu tương đối ngắn ngủi, nên lúc này ông Trucci thực sự đứng giữa ngã ba đường với những toan tính của mình khi phía sau rất nhiều áp lực chiến thắng từ người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.